Đây là máy mài Tsugumi G18 mài tròn ha. Thì hôm nay mình làm video hướng dẫn sử dụng tổng thể con máy này. Thì đây là cái CV mở nguồn ha. Thì cái này điện cấp vào, mình dùng điện 220. Mặt CV lên nha, cấp nguồn vào. Đây là mình phải cắm khí vào cho nó. Đây là chỗ này cắm khí vào ha. Thì đây, thì trước khi mở máy mình phải mở MC Stop ra. Mở MC Stop trước để nó đi nha. Rồi nút B, nút on máy nè, off máy nè. Thì bên cạnh đó thì bên này là nút ready. Rồi đây là nút chạy đá tay. Chạy đá nha. Chạy tắt, chạy đá đây nha. Chạy đá đây. Còn đây là nút này. Nút này là nút để chống tâm ra vào. Chống tâm ra vào. Còn đây là nút reset ha, ở đây cũng là nút alarm. Còn đây là start stop. Đây là nút chạy trục của con X và Z. Đây là mode mình chuyển tọa độ ha. Nè. Đó. Khi mình chuyển edit nè thì trên này nó góc nó có hiển thị edit nè. Đó, memory nè, MDI, handle. Handle thì mình sử dụng cái này, sử dụng trên handle đây. Rồi, đây là jog. Jog thì nó ăn theo fit này, chọn cục đây. Đây tỷ lệ của rabbit nha. Cái này thì nó không có tác dụng. Còn đây là nước tay ha, cái này bấm nước tay thì khi mình chạy đá, khi mình chạy đá thì mình bấm nước tay nó mới có mới bơm nước nha. Còn mình dùng lệnh đó là mình dùng lệnh M73 M74 là bơm nước tự động. Còn bên này là nút single lock nè, block skip nè, M01 Dragon, machine lock nha. Mấy này đã đèn tín hiệu rồi. Còn đây là đóng cửa mở cửa nha, đây đóng cửa nè. Mình rít đi đó cái nha, phải bấm mở máy lên, bấm nút này rít đi cái chỗ sáng nè. Ok xong rồi mới thao tác được mấy cái chức năng này ha. Đây, đóng cửa này ha. Đó, mở cửa ra. Đây là nút này nha, mở cửa. Còn đây nước thì khi chạy đá này thì bấm nước này nó có tác dụng nha. Đó. Đây thì mình dùng nút này ống nhả nè, đóng ra đóng vô nè. Ok. Còn đây là chạy chạy tập chính nè, chạy tắt nè, chạy tập chính nè. Đây là nút này, M3 M5 luôn, kết hợp nha. Còn mấy cái nút OT này là này nút nước rồi, cái này nó không có tác dụng. Ok, thì bên đây là cái mình hướng dẫn cái chỗ đấu bơm nước. Ở đây là cái bơm nước của máy này. Thì mình ép sát bắn nước vào đây sao cho cái rãnh này nó lọt hướng nước ở đây là ok ha. Cách đấu bơm nước của máy thì như thế này, mình đấu chủ yếu là có 6 dây, thì UVW và U6 V6 W6. Thì dây vàng nè nó sẽ vô là U6 nha. Dây màu xanh nước biển nó sẽ vô là V6. Dây màu xanh lá cây á thì nó sẽ vô là W6 nha. Còn tương tự như bên này, dây đỏ thì nó sẽ vô U. Dây trắng thì nó sẽ vô V và dây đen nó sẽ vô W nha. Đó thì có 6 dây này là nó sử dụng cho bơm nước và cái cuốn từ luôn nha. Thì bơm nước thì mình chỉ đẩy vô đây cho sát cái đây, rồi mình gặp lệnh là M73 M74 là nó chạy. Đó thì mình vô chương trình nè, vô chương trình thì mình vô edit nè, mình chọn một cái chương trình. Ví dụ như chương trình đi thì mình không có xài offset, cái này nó sẽ xài offset mặt roll nên cái này mình không có chuyên sâu về, nó chỉ nó xài offset mặt roll. Rồi mình chỉ xài UVW thôi. Cái này thì mình vào đây memory, bấm start stop nè, start nó sẽ chạy, chọn cái chế độ rabbit nhanh chậm ha, rồi chọn một đây ha. Đó mình đang mình bật single lock lên nè ha, tắt single lock đi thì đó nó chạy nè. Đó nó đang zero nè. Mình đây mình tăng rabbit nhanh lên. Nó đang chạy trục ha. Đang mặc tin lock rồi. Đây là mình chạy chương trình auto ha. Mình tắt hết mấy cái này đi.
khi là mình chạy chương trình á thì mình bật single lock với M01 lên là ok rồi nha. Ở đây là nút start dần nè ha, bấm chạy lại nè ha. Còn mình bấm nút chạy đá phải dùng tay ha. Đó, nó chạy đá nè. Bấm nút màu đỏ là nó sẽ tắt ha. Rồi, nếu như mình xài bơm nước đang chạy đá thì mình bấm đây là nước tay, còn không thì mình dạy ô tô thì mình chèn lệnh vô M73, M74 là ok. M73 là chạy, M74 là tắt. Rồi, mình tắt đi ha. Đó thì offset thì chủ yếu là offset nó sử dụng trong mặt rô này thì mình sẽ nghiên cứu sâu vào. Còn rô game thì mình chỉ vào edit nè, mình soạn rô game giống như các dòng máy khác thôi. Thì mình chỉ chủ yếu xài mấy cái nút này thôi ha. Đây là tắt trục chính nè, cái này bơm mở cửa nè ha, đóng mở cửa, cái này bơm nước, còn này là chống tâm ra vào, còn đây chạy đá tắt máy đá thôi. Đây là máy mài Tsukami G18, máy mài tròn. Thì bây giờ mình làm video hướng dẫn cách tháo lắp đá, đá của đá mài đây. Thì trước khi tháo lắp đá thì mình nên một là mình nên tắt máy. Hoặc là mình đóng MC stop để cho máy nó an toàn, chế độ an toàn chứ không khi mình lắp cái này nè, nó rất là nguy hiểm, lỡ bấm chạy đá cái rất nguy hiểm ha. Rồi, thì đây là cái cốt này để gắn với lại cái motor, gắn vào cái cốt của motor để là khi nó xoay nha. Thì đây là cái con lực giác 21 là chân trái, thì để mình siết cái cốt này cứng với lại cái cốt của motor. Ha, thì mình dùng lực giác 21 này mình siết một chiều kim hồ cứng lại. Ok. Cứng lại thì bây giờ cái này mình mới bắt đá lên đây nha. Đây là cái miếng đá của nó nha. Đây. Đây, miếng đá. Đây mình bắt lên đây. Có cái định vị. Đó. Ha. Định vị nha. Thì cái vòng này nó sẽ định vị lên cái thanh này, cái mặt gam này nha. Ok, mình ép sát vô là ok ha. Thì tiếp tục thì nó có hai cái bộ phận này. Ha. Đó. Thì cái mặt gam này, cái mặt gam này là để nó ép sát, nó ép lên đây này, nó ép lên đây, đó, nó có cái dấu này ha, nó có cái dấu này, ép đây, thì cái thằng này thì cái mặt gam này nó sẽ định vị lên cái cốt đây, và cái miếng này nó sẽ bắt vào, bắt với lại máy ngóc này vào, đây, đây, đó thì mình ướm vào, nha, ướm vào, đó. Thì mình canh mấy cái lỗ ốc này, đó, nó có 6 con lực giác 8 nha, mọi người nha. Đó. Lắc nhẹ vào ha. Đó. Mình xoay nè, đó nó ngay cái lỗ ốc. Đó, thì giờ mình sẽ bắt 6 con lực giác vào. Đây là mình lắp đá vào, mình tháo đá ra thì cũng tương tự nha. Tháo đá ra thì mình cũng tương tự là mình tháo 6 con lục giác này ra. 6 con lục giác là mình rút ra, đá rút ra. Đó, khi mình siết nhẹ là vào nè. Đây là mình mới lắp đá thôi, còn mình muốn tinh chỉnh đá đúng không? Tinh chỉnh đá thì mình dùng cái đồng hồ lò xo. Bây giờ mình siết vừa thôi nha. Mình dùng cái đồng hồ lò xo mình chổi ngay, mình xoay đá, mình xoay đá sao mà cho nó tròn. Mình dùng cái búa nhôm hoặc là cao su á, mình gõ nhẹ nhẹ xoay xong. Rồi mình sân ke đá ok rồi mình mới siết cứng này lại. Để cho đá nó được nó tròn. Rồi, đó là cái mình thay là mình siết mấy ngóc lại là ok. Cứng lại nha. Khi ví dụ rồi khi cái này là lắp đá vào ok. Khi mình thay đá thì mình mở mấy 6 con lục giác này ra. 6 con lục giác này ra thì mình dùng cái búa cao su mình gõ nhẹ này thì nó sẽ cái cốt này, cái miếng này nó sẽ lỏng với cốt này, rút ra. Rút ra thì mình lấy đá ra được rồi mình lắp bình thường giống như nãy là ok. Rồi xong mình lắp đá xong cái mình ập cái miếng lại ha, dặn hai cái con ốc này vô cho nó an toàn nha. Đó, dặn sát vào. Đó.
Rồi, giờ là ok nha, ok cái tháo lắp đá. Còn cái chỗ này mình phải cắm khí vào nha. Ok.